Nói chung là con bị mổ rất là nhiều và con nằm bệnh viện cũng cả tuần nay ngoài đó. Có làm phòng á, rồi gắn máy lạnh luôn không? À. Chơi luôn hả? Chơi hôm nhà là mừng nhất mừng rồi. Nhà được à, cô chú anh chị nói chung mình lỡ rồi mình người ta nói hồi xưa người ta nói là được voi đầu tiên á, bây giờ mình được cái căn nhà rồi mình chơi luôn cái máy là cái phòng gắn máy lạnh rồi. Chơi không quá đâu, vậy đó là mừng dữ lắm rồi. Rồi chị em ơi, chị nắng mà mẹ cô ở hút nhau vậy là mừng, rất mừng rồi. Nhưng mà cô biết là hiện tại tới thời điểm này là cô cái người riêng cô cảm ơn là cô biết cảm ơn ai không? Hôm chứ nhà nói mà giờ quên rồi. Cảm ơn Cường nha. Cô chuẩn cũng nhớ, cô nhớ nếu không có Cường thì con không biết đến hoàn cảnh của cô. Và không có con thì mấy cô bên Mỹ sẽ không biết hoàn cảnh của con. Cảm ơn Cường, vậy cảm ơn chú nhà. Mà có cảm ơn hay là chửi nó không? Có chửi không? Bây giờ có chửi không? Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị đã đến trên kênh Nhàn Cục TV nha. Thì hôm nay đồng hành cùng Nhàn là có một em trai của Nhàn, thì tất cả cô chú anh chị cũng có thời gian vừa qua cũng nghe Nhàn giới thiệu kênh Nhã Nguyễn thì như thế nào thì chắc cả nhà cũng chưa biết là Nhã Nguyễn. Thì hôm nay đây là video đầu tiên mà Nhã cùng đi quay cùng với Nhàn. Thì kênh em là kênh gì, em có thể nói cho cô chú anh chị được không? Dạ, xin lời đầu tiên xin chào cả nhà. Kênh của em là kênh Nhã Nguyễn TV. Và hôm nay rất được vinh hạnh vì được đồng hành với anh Nhàn để quay chương trình tình nguyện cho một cái hoàn cảnh này để hoàn thành cái căn nhà. Thì cũng mong cô chú anh chị trong thời gian sắp tới sẽ ủng hộ kênh của Nhã ngày càng phát triển để Nhã được đồng hành cùng anh Nhàn để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, trong cộng đồng. Dạ, Nhã xin cảm ơn. Thì cô chú anh chị, anh Nhàn cũng thời gian vừa qua Nhàn cũng quay 2-3 lần ở nhà cô Ba Đẹp. Thì những lần trước Nhàn quay thì cô chú anh chị cũng thấy rồi đó, nhà cô là lúc nào cũng lội là lụm sụm ở dưới nước. Nhưng mà do được phát tâm là từ chị Liên và cô Sáu Hà đã đồng hành cùng Nhàn để giúp đỡ hoàn cảnh của cô Ba. Thì hôm nay Nhàn cũng mời Nhã đến để anh em cùng chia sẻ và để niềm vui này đến với gia đình của cô Ba Đẹp. Thì trước mắt thì Nhàn biết đầu tiên nhất là em Cường. Cường ơi, ra anh hỏi cái. Thì nói thật cô chú anh chị chắc cũng không lạ đâu, Cường là một người đã nhờ đến Nhàn để biết hoàn cảnh của cô Ba Đẹp. Thì cho anh hỏi cái ha, là bữa nay từ cái bữa mà làm cái nhà cô Ba á, kệ anh cầm cho, là tới bữa nay là hầu như là anh bệnh anh mẫu. Thì bữa nay anh mới hơi phè phè tí anh đến thì anh thấy căn nhà làm, thì em ở đây là người thực tế làm căn nhà này làm bao nhiêu ngày em? Có 3-4 ngày anh. 3-4 ngày. 3-4 ngày là mới xong á ha. Dạ. Thì hiện tại căn nhà thì anh thấy nó cũng nói thật với cô chú anh chị luôn, để nói với một cái gia đình có điều kiện, có tiền có bạc á, thì căn nhà này cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà đối với hoàn cảnh của cô Ba á, thì hầu như một cái căn nhà trước đó Nhàn quay á, mười mấy năm cũng cắt căn nhà, thì hôm nay lại được cái căn nhà như thế này thì Nhàn có 3 live cam, thì Nhàn sẽ chia sẻ cái hình ảnh cái live cam của căn nhà cô từ trên xuống và xung quanh để chia sẻ cùng cả nhà. Thì như em á, em là cái người mà em giúp đỡ được cái chia sẻ hoàn cảnh của cô Ba Đẹp gửi đến cho anh á, thì em có cảm xúc gì khi mà được cái căn nhà như thế này không? Dạ cũng mừng lắm anh, cũng nhờ đến anh Nhàn với chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Dạ, giúp cho cô Ba Đẹp cũng mừng, không gài bà nói hoài. Thì nói chung ra đó, căn nhà này theo cái cách của anh làm ấy, anh thấy là cái vụ nhà thì nó cứ lên xuống thất thường chỗ này, nên em cũng không thể nào mà em làm được cái nhà đắt được đúng không? Thì anh làm bằng nhà sàn theo em thấy thì có hợp lý không? Dạ, hợp lý luôn anh, vừa mưa thì bắt ngập, lúc không cắt kiểu này là ngập dữ lắm, nhờ cắt cái sàn này không ngập mà nó mát mẻ. Kiểu này theo em là có ngập được nữa không? Không, dễ gì ngập được. Là kèm theo là làm luôn cây cầu ra luôn đúng không? Đúng như cái lời anh hứa. Dạ dạ đúng rồi, mát mẻ luôn. Rồi thì như thế này, bây giờ ba anh em mình sẽ tiến vào nhà cô Ba Đẹp nha. Dạ. Và nhờ Cường cầm giùm, thì đây là cái bảng là của, nói thật cô chú anh chị, của Mạnh Thường Quân, là trong đây là có hai người đồng hành cùng Nhàn để đến hỗ trợ. Đây em là lò cầm lọt giùm anh cái ha. Thì ở trên đây cái bảng này á là của chị Liên Ly ha, là cái tên biệt danh của chị ở trong Zalo liên lạc với Nhàn, và kèm theo á là cô Thảo là hai nhà tài trợ, còn nhà Nhàn thì chỉ là cầu nối thôi cô chú anh chị, nên Nhàn cũng không có thể nào mà đặt cái tên Nhàn lên cái bảng này, nên là mong cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Rồi bây giờ mình tiến vào trong thôi, em cầm giùm anh nha. Thì cái đường đi đây Nhã thấy đây, hồi bữa trước á, em có coi video của anh không biết nha, là có nghĩa là anh nói Nhã nghe là lội là lúng, bắt đầu từ đoạn này là vô tới trong kia
là nhà của cô ba. Như là không có đường vào ha. U nó ngập nước, ngập đi trơn chợt té lắm. Dạ. Nhưng mà bữa nay cái này là thấy ổn định rồi nè. Ô chào người đẹp. Ô trời, bữa nay vô sao thấy lạ quá vậy ta? Lạ quá, lạ không? Hôm nay vô nhà ngồi, nhà chú nhà ngồi hôm nay. Ô chào em. Dạ con chào cô. Dạ. 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 Đây em, nè, bé. Này em trai ruột của con. Trời ơi, là không, cha con á, cha con là cưới mẹ của con này là đẻ ra hai đứa. Dạ, dạ đúng rồi. Không biết anh em ruột không. Thì nào chứ? Như thế này cô ba, thì hôm trước con có nói á là có hai người đồng hành để giúp đỡ căn nhà của cô. Thì đây là tên của hai người, thì con cũng nói cô bữa trước làm xong là con sẽ xin cô là đóng cái bảng lên. Thì được không cô? Được. Cô cầm đi. Rồi thì bây giờ là hiện tại cô có thể chia sẻ với con tí xíu là là cô có cảm thấy như thế nào không? Hiện tại vô là trả lời liền cái này để cho nóng của chú anh chị thấy hiện tại giờ đó. Mừng là rất mừng chứ còn nói như thế nào nữa giờ. Rất mừng. Dạ. Thì bây giờ như thế này, con sẽ ngồi và con với Nhã sẽ chia sẻ cùng với cô và em bé một tí nha. Dạ dạ, rồi tắt đi. Cô ba ơi, thì chắc cho con hỏi cái này một tí xíu ha. Là cái thì cái thời gian vừa qua đó là con cô có nghe nói là con bị bệnh không? Mới nghe chú làm nhà là nói. Nói chung là con bị mổ rất là nhiều và con nằm bệnh viện cũng cả tuần nay ngoài đó. Đúng rồi, đúng tuần. Dạ. Thì trong cái thời gian đúng ra cái căn nhà này á lúc khởi công á làm cho tới giờ này sẽ có mặt con. Nhưng mà do con bệnh nhiều quá rồi con cũng không có đến chia sẻ cùng gia đình của cô được. Thì cũng nhờ có anh Chính, anh làm cũng... Dạ, và chú cô thấy là chú anh Chính anh làm sao cô, từ lúc làm nhà tới giờ đó? Cũng giỏi, không làm. Có nhiệt tình nào làm không? Làm tới chiều luôn, chăn giảm luôn, cũng về. Nhưng mà mấy hôm làm là cái nhà cô là mưa, bị mưa rất nhiều hả? Mưa nhiều. Mưa dữ lắm, mà ngày chú làm mưa rồi cực. Trời đó. Đóng giờ cũng lội xuống sàn để là đóng cây đóng này đóng nọ đó. Làm cái chuyện thì cái cách của con làm á thì cô nghĩ như thế nào khi mà con để nguyên cái căn nhà kia làm xong cái nhà này, lót cái nhà này xong bắt đầu mới dời bé lên, đúng vậy đúng không? Thì có mấy ngày đó có bị mưa hay là bị dột như thế nào không? Làm rồi xong rồi cái là mưa rồi thì không có dột. Thì được, thì có nghĩa là giờ lên đây rồi đâu có dọn nữa đâu. Còn ở dưới mưa tầm tã luôn. Rồi cái nhà ở dưới á là nó dở ra còn xài tận dụng được cái gì không? Đó chú lấy thiết dựng hai bên đó, đó vậy. Chú dựng đó. Dựng hai bên. Dựng đó giờ được nhiêu đó đó. Đó thì nói chung đây cô chú anh chị nhìn sơ bộ đây, ra sao luôn nghe cả nhà. Nhìn nó sao cũng. Chú làm được cái sàn nước dựng cho ăn sao á. Làm cái sàn nước luôn. Chứ nó ở đây xài dễ mùi lợi, con nghe cũng giữ được nghiệp làm cái sàn nước đó luôn đó. Làm luôn cái sàn nước đó ha. Rồi bây giờ là có hỏi thiệt ha. Bây giờ như thế này, bây giờ ví dụ như mà có làm phòng á, họ gắn máy lạnh luôn không? Chơi luôn. Hả? Chơi hôm nhà là mừng nhất mừng rồi. Hả? Nhà ơi được. Cô chú anh chị, nói chung mình lỡ rồi mình... người ta nói hồi xưa người ta nói là được voi đầu tiên á,
bây giờ mình được cái căn nhà rồi mình chơi luôn cái máy là cái phòng gắn máy lạnh. Trời ơi. Quá đâu. Vậy đây là dữ lắm rồi. Rồi em mới cái nắng luôn mẹ con ở hút nhau vậy là mừng, rất mừng rồi. Dạ. Không có ước ai gì nữa. Nói chung á là con chọc vui cô thôi. Chứ bây giờ cô muốn cái máy lạnh với cái căn phòng cũng không có đâu. Thì nói thật với cô chú anh chị luôn, căn nhà như ấm cúng thì dạ, là rất mừng rồi. Cái căn nhà này á là chị Linh hỗ trợ là 10 triệu. Là cô Thảo, con chích quỹ cô Thảo 5 triệu nữa là 15 triệu. Nhưng mà thật chắc tính thời điểm này á là không đủ. Đang âm. Tại vì nhà cũng nói thật nha, cô chú anh chị. Thì trên đây nhà cũng liệt kê luôn là hiện tại cái tiền mà giặt tư á là gần 11 triệu. Kèm theo á là cái tiền mua cây bữa đó là 3 triệu mấy. Đó là cũng như là 14 triệu mấy, 15 triệu rồi. Đúng rồi. Rồi kèm theo là cái tiền công nữa cô chú anh chị. Tiền công 4 triệu nữa là ra tới 17 triệu, gần 19 triệu rồi, 20 triệu. Như là giặt tư ba linh tinh này nữa là 20 triệu. Thì thực chất ra là nhà hỗ trợ là cô ban đầu là dự kiến của con là khoảng 15 triệu thôi căn nhà, nhưng mà phát sinh ra thì không lẽ bây giờ con bắt cô trả. Thôi trả đi ha, còn mấy triệu trả bù với bù ơi. Bù không? Có tiền bù không? Bữa nay nghỉ hôm nay, bữa nay cô đi mặn được buổi ra tính gì đang trả tiền thêm cho mấy người mà cô mướn lọc cây thêm, người ta nói mướn 200 vậy đó. À, cuối cùng ta mướn nhiêu? Xin thêm. Xin thêm là nhiêu? Cho nhiêu thì cho chứ để chế mặn về chế phụ trên cho người ta. Vậy thêm 20 nữa ha. Hai ngày đừng á. Thêm 20 nữa ha, là 220 thì cô nhiêu kêu con cho nhiêu con cho, cái tánh con nhiệt tình lắm. Cái tiền lọc vỏ cây nè hơn. Lọc qua hết luôn. Cây hết luôn. Tưởng đâu một xe cây. Cả trăm cây. Hai ngày trời. Là cho lọc cho à, nói chung cái chuyện đó thì nó không quan trọng mấy đâu. Thì nó cô đi làm, tính đi làm bằng chơi. Bằng bù vô hả? Mấy người kia ở tại ta nói ha, có người nhiều đó. Bây giờ cô cứ nghĩ đi. Cái căn nhà mà con cho cô á là căn nhà cô con cho cô á là gần 20 triệu. Không lẽ 200-300 ngàn con cho cô, con cho không nổi nữa đâu, đúng không? Nên cô không có lo chuyện đó đâu. Bây giờ con hỏi em trai tí nha. Cảm ơn cô. Bây giờ bé ơi, hôm bữa giờ anh Nhàn lại tới đây á, anh Nhàn có hứa với em là có giúp cho em cái căn nhà từ ngày đầu tiên tới giờ đúng không? Dạ. Mà anh Nhàn có làm được không? Mà cảm giác của em có vui không? Vui. Vui à? Rồi hôm bữa có nói là cắt nhà xong cưới vợ, có cưới không? Chưa đâu hả? Còn chừng nào mới cưới? Hả? À, cưới là làm mai liền luôn á. Trời, bữa nay để không câu dữ người ta. Cái vậy là bữa nay là có nghĩa là có cái này rồi em đi em đâu có sợ té sợ ngập gì nữa đâu đúng không? Đi được không? Nhắc nhắc rồi đi được phải không? Thì nó còn hơi nóng nha, nói chung căn nhà thì nói thật với cô chú anh chị luôn, căn nhà này hơi cũng cực kỳ nóng lắm. Thì bây giờ như thế này, anh đến là thứ nhất á là anh chia vui cùng cô ba với em ha. Rồi cái thứ hai nữa đó, anh cũng phải cập nhật thông tin đến cho những cái mạnh thường quân là hỗ trợ giúp đỡ gia đình mình. Thì hồi bữa trước tới giờ tính ra là con đến là như là cũng lần đầu tiên con cũng gửi tiền cô, lần thứ hai cũng có gửi ha, và lần thứ ba là hỗ trợ căn nhà. Thì ba lần đó thì nó thực sự ra là cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân, chứ riêng một mình con thì con cũng không thể nào con làm nổi đâu. Nên là có tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân hỗ trợ quan tâm đến gia đình mình thì mới được như ngày hôm nay. Nhưng mà cô biết là hiện tại tới thời điểm này là cô cái người nghiêng cô cảm ơn là cô biết cảm ơn ai không? Hổng chứ nhà nói mà giờ quên rồi. Cảm ơn Cường nha. À, cô chuẩn cũng nhớ, cô nhớ nếu không có Cường thì con không biết đến hoàn cảnh của cô. Và không có con thì mấy cô bên Mỹ sẽ không biết hoàn cảnh của con. Cảm ơn Cường với cảm ơn chị Nhàn. Mà có cảm ơn hay là chửi nó không? Có chửi không? Bây giờ có chửi không? Dạ, thì cái đó cũng cảm ơn cô nha. Bây giờ thì nói thật cô chú anh chị luôn, đây là cũng là em trai của Nhàn. Thì Nhã hồi đó giờ có nghĩa là mới bước vô con đường YouTube thôi. Thì em thấy những cái việc làm như thế này em cảm thấy như thế nào, có ý nghĩa hay như sao không? Dạ. Thì nói chung thật sự là cái việc mà để kết nối những hoàn cảnh khó khăn với những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân á, thì trước giờ em thật sự em chưa nghĩ đến, chưa có từng làm luôn đúng không? Chưa từng làm và cũng chưa nghĩ đến luôn. À, tại vì suy nghĩ một điều là sẽ rất là khó để kết nối được, vì để kết nối được những cái hoàn cảnh khó khăn với mạnh thường quân á, thì là một cái điều gì đó gần như rất là khó, phải có một người gần như là đủ uy tín, đủ sự tin tưởng mới kết nối được. Thì qua cái việc làm của anh Nhàn á,
là kênh Nhàn Cục TV thì em thấy một cái gì đó rất là ý nghĩa và nhân văn. Thay vì bây giờ như hoàn cảnh của cô ba ở đây mà để một mạnh thường quân nào đó để trực tiếp đến thì gần như là không thể luôn. Nói thật, vì những người có điều kiện thì gần như người ta công việc rất là nhiều. Cái công việc người ta không thể đi đến từng gia đình để người ta tìm hiểu những hoàn cảnh để người ta giúp đỡ trực tiếp, vì cái thời gian chứ không phải là tiền bạc. Thì ở đây con muốn chia sẻ là con thấy cái việc làm bên Nhàn rất là cái ý nghĩa, nên là con muốn lan tỏa thêm những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp khó khăn trong cuộc sống, và gần như còn rất là nhiều. Thì ở đây con thấy như trường hợp của cô ba đẹp là trường hợp đầu tiên con đi với chỗ anh Nhàn, con nhìn nhận thực tế cái hoàn cảnh như thế này, như khó khăn như thế này, thì con thấy còn rất là nhiều người, nhiều hoàn cảnh sẽ muốn được giúp đỡ như thế nữa. Thì con cũng đang phát triển một cái kênh YouTube của con là kênh Nhã Nguyễn TV, để sau này con mong là kênh của con sẽ được đón nhận sự ủng hộ, sự giúp đỡ, đăng ký kênh của con để càng ngày phát triển, thì con sẽ có cơ hội để con lan tỏa được nhiều hơn đến những hoàn cảnh khó khăn và kết nối nhiều hơn những mạnh thường quân có tâm có lòng trong nước và ngoài nước để giúp đỡ. Thì anh nói như thế này nè, theo em á, em nghĩ đi, ở giữa cái thành phố Cà Mau như thế này mà lại có một cái điểm như thế này thì hầu như anh bước vô anh cũng bất ngờ. Ngay cả mình là con là cái người sinh sống ở cái đất Cà Mau này từ nhỏ tới lớn rồi, mà con thậm chí còn chưa suy nghĩ được cái chỗ này, mà mai là có Cường chia sẻ chứ không có thì con cũng không biết. Đó nó thật. Thì anh nói như thế này, thì sau này anh cũng mong muốn cái kênh em sẽ ngày càng phát triển và cũng đi theo đúng cái hướng thiện nguyện. Thì cái điều đó thực sự á, là một mình anh cũng không thể nào, hoặc tất cả anh em YouTube nào á, mỗi người chung tay với nhau để hỗ trợ cho những hoàn cảnh. Thì nhưng mà một điều á, là mình hỗ trợ cho nó đúng hoàn cảnh, đúng nơi, đúng chỗ thì sẽ hợp lý hơn. Ngày bữa trước em chưa bước vào đây thì em chưa thấy đâu. Cứ nếu mà để em về em lục lại video cũ của anh á, em mới hình dung. Nói chung là em chỉ xem, nhưng mà xem qua một cái mà màn hình điện thoại á, thì nó sẽ không đúng thực tế như mình nhìn vào mắt thường. Nó thật sự như hồi nãy anh Nhàn có chia sẻ là giữa thật sự mình ở đây mình cũng nằm gọi là trong trung tâm thành phố của Cà Mau. Đúng rồi. Nhưng mà chỉ cách nhau cả khoảng tầm 700m thôi, từ ngoài đường lộ lớn vào trong đây. Con khách ngoài kia thì phòng qua xa qua thì tất cả mọi người đấy, nhưng mà để nhưng mà Phật vào trong đây một xíu, có những cái hoàn cảnh thật sự là quá khó khăn. Chỉ nói chung là chỉ chịu khó lặn lội để xác minh, để tìm kiếm thực tế là mới tin được. Chứ nói trường hợp này như anh ba biết mà, nói đơn thuần như ở trung tâm thành phố Cà Mau mà có những hoàn cảnh như chỗ cô ba này thật sự rất là khó tin đó. Thì anh cũng cảm ơn cái lời chia sẻ của em nha. Thì cũng mong rằng tất cả cô chú anh chị có xem được video á, thì có thể qua kênh Nhã Nguyễn TV có thể ủng hộ giúp cho anh em Nhàn có một cái động lực để phát triển trên con đường thiện nguyện. Thì cũng mong em cũng sẽ đồng hành cùng anh. Dạ. Yeah. Thì đây bây giờ con sẽ nhờ cô ba đi với con một vòng ha. Cái căn nhà rộng lắm cô chú anh chị, tới mười mấy mét vuông lận. Nào đi với con vòng chỉ con cái coi. Đó. Để coi mới kiểm tra chắc hay không con mới trả tiền chứ. Trời giỡn. Làm không chắc không trả tiền đâu. Đây cô chú anh chị, gùng cứng lắm nha. Nhà cứng. Nhưng mà cái tấm này á là lót là cô đi thấy cảm giác nó có im chân không? Dễ đi hơn dán không? Dạ. Con bước ra đây một vòng cái hồi nãy con bay lai cạp ở trên là con thấy cô đang giấu vàng giấu tiền gì ở đây nè, thấy lai quay giấu cái gì ở đây mà con không biết nè. À. Đó, cái đó xài hẹp. Bây giờ là còn dư mấy cái cây này nè, nó ngập rồi đó, nó giật rồi, nước giật anh ấm ngày giật. Cái bữa là cái căn nhà từ đây nè nhỉ. Kìa. Từ đây ra sao đó 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 vậy đó. Còn chú nhổ ra chú ngút thiết nhổ luôn đó. Nhổ cái gì như cái nước này là sẽ ngập phải không cô? Ngập ngập chú nhà nó vô ngập tới, có nghĩa là ngập lên tới đây không nè. Nó ở đây cái dạng cột nè, mỏng một cái gì của đó hỏi sao chú tháo lấy thiết chứ lấy cây cái nó ngạt luôn đó. Nói thiệt luôn với cô luôn ha, cái nhà này mà bây giờ mà con nói thiệt, ngồi ở đây là cái cảm giác khỏi cần gắn máy lạnh luôn, đúng không? Mát thiệt. Tuy rằng nó nhỏ thật cô chú anh chị, nhưng mà mơ ước nó chỉ đơn giản vậy thôi chứ không có mơ ước gì nhiều hơn. Thì con cảm ơn cô ha. Bây giờ chia sẻ một vòng vậy là anh không làm cho cái máy này được rửa chén luôn. Chú Chính đã làm giùm luôn. Dạ. Rồi bây giờ trở lại. Không có cái máy này mưa sẽ tạt. Đúng rồi. Hôm qua kia nó ngay chú đi đâu về cái chú ghé cái chú đợi lấy cái xu rồi làm đi giùm luôn miếng đó. Dạ. Mày ướt hết trơn à, ngay. Dạ. Nói chung vậy. Dạ thì đây cô chú anh chị, hồi nãy giờ cũng thời gian Nhàn cũng đã chia sẻ hết là
căn nhà của cô từ trước ra sau, từ trên dưới thì dọn dẹn chị hình như cũng mười mấy hai chục mét vuông thôi. Đâu qua phan để con nhớ hay bảy hơn bảy chiều ngang 4 là 28 mét vuông. 28 mét vuông. Ờ đúng rồi. Thì con cũng đã cố gắng làm rồi. Thì bữa giờ hầu như là con thiếu nợ ghê lắm, dài lắm, tôi bây giờ cũng chưa trả tiền cho ai hết á. Thì hôm nay Nhàn đến đây, Nhàn sẽ thống kê cụ thể hết cái căn nhà này á, là tổng là Nhàn tính hết luôn là 20 triệu của chú anh chị. Thì tiền vật tư ngoài kia thì 10 triệu Nhàn trả rồi, kèm theo là tiền kia 11 triệu, kèm theo là cái tiền tràm là 3 triệu rưỡi, 4 triệu nữa là như 15 triệu đi, là nhà đã trả hết rồi. Còn lại là cái phần tiền thực công thợ. Thì con hôm nay con đến thì anh Chính á, thì không biết ảnh tới hay gì. À, anh Chính vô luôn. Đây 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 đây, bước vô đây. Trời ơi, tí xíu nữa là tính giật nợ luôn mà mai cũng là tới kịp. Ngồi đây nghe nói chuyện cái thôi. Tính giật nợ luôn rồi đó. Ngồi cặp em nè. Đâu con mượn ra. Trời ơi, cái ông này là cái ông đồng hành với con. Ngồi xuống đây, ngồi đây nè. Ngồi cặp em nè. Xích vô. Không làm như sợ BD, em đâu có BD đâu, men lì lắm BD đâu mà BD. Nè bây giờ nè, em hỏi cho anh luôn là tính là từ cái bữa giờ anh làm là cái căn nhà này là bao nhiêu ngày ta? 7 ngày. 7 ngày hả? Qua nó hết xong. Đâu giữ chơi vậy hả? Muốn 18. Muốn mua chạm này hết ngày rồi. Không, tính em tính là cái ngày mà vô làm kìa. 19, 20, 21, 23, bữa nay em 4 rồi. Ừ, ông tính bữa nay nữa tôi lại, ông nói bữa nay làm gì? Sao thì em nói chung hồi nãy giờ em cũng làm á, thì em thấy anh làm thì căn nhà cũng chuẩn á, thì cũng vậy là ok rồi đó, đạt được. Thì qua thời gian làm á, nó có khó khăn gì không? Anh có thể chia sẻ em tí được không? Không biết khó, em chỉ dò cản tao còn gì. Là dưới này miễn hay sao anh? Miễn. Qua là tay nghe nói thêm nữa. Không còn cái gì nha. Lội xuống đây là miễn nhiều lắm ha. Té tới đâu là nó dính như tới đó luôn á. Thì nói giờ như thế này, thì như tất cả những căn nhà của cháu Băng cũng vậy, anh cũng hỗ trợ giúp. Qua căn nhà này thì trước thì em cũng cảm ơn anh những cái công sức bỏ ra và cũng làm cũng nhiệt tình với hoàn cảnh. Thì sau này cũng có thể nếu có điều kiện thì anh em mình cũng sẽ cố gắng chung tay với nhau để giúp cho những hoàn cảnh. Thì anh thấy rồi, căn nhà làm thì em cũng có ở được ngày nào đâu. Cũng để chia sẻ đến cho anh này nọ thôi, ở trên cho cô ba thôi. Thì hôm nay đến thì em sẽ gửi tiền cho anh nha. Hỏi bà này cái mà là sao? Không bao giờ nghỉ luôn. Không bao giờ. Thì hôm trước á, là rồi. Hôm trước anh nói với em là cái căn nhà này anh nhận giá nhiêu? Hôm nay 3 triệu. Rồi, ok, ok. Không, đầu tiên là em giao cho anh 2 triệu. Thì anh nói thôi làm là 3 triệu ha. 3 triệu thì đây, cái phần 3 triệu của anh đây, em gửi ha. Cầm đi. Rồi cái phần này thêm 1 triệu là em gửi riêng, em cảm ơn anh cũng đã cố gắng hỗ trợ giúp cho hoàn thành căn nhà là 4 triệu nha. Rồi, thì cũng chân thành cảm ơn anh, tuy rằng làm thì phải có công của chú anh chị chứ cũng không phải ai cũng có cuộc sống, nhưng mà thực chất làm nếu mà có cái tâm á, có cái tâm thì nhà này sao? Hả? Có được. Ok, thì nói chung em cũng thấy hợp lý hợp tình rồi đó, chứ nếu không đúng thì giờ này anh không có lấy được tiền của em đâu. Thấy khờ khờ thôi chứ không có khùng đâu. Cứ an tâm, em khờ thôi chứ em không có khùng. Mà ở đây thấy ai, mấy chị thấy không? Hoặc là không bao giờ tôi nghĩ. Thôi thì em biết mà, nhìn thấy em hiểu rồi. Cho hoàn thành cái nhà. Dạ. Rồi em rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà còn thiếu một cái là anh chưa làm cái nhà cầu giùm cho cô. Bữa nào có làm phước cái nữa đi ha. Có hứa chưa? Đúng rồi. Thì mấy cái cây kia còn dư á, làm cho bà cái nhà cầu gần gần để nhiều khi bà lớn tuổi bà đi tới luôn nữa. Vậy cố gắng ha. Rồi em cảm ơn anh nhiều, chia sẻ nhiều lắm. Thì anh gì xài đinh quá trời, cái thằng kia nó đóng được đóng ghế cái đinh. Ở không đó. Nhưng mà em hỏi một điều nè. Chịu không nổi luôn. Em hỏi một điều nè. Đó. Là cái hôm mà làm cái căn nhà này em thấy có anh Thanh đúng không? Có. Và anh kéo theo là có anh Thanh có công chuyện làm luôn. Có công chuyện làm. Ngày trả anh Thanh nhiêu? Không biết gì trả nó bao nhiêu. Trả ông 150 thôi. Đừng nói nhàn mấy người nãy la nè, đừng nói nhàn cục suối nha, quá trời luôn, nói nhàn cục suối là chửi chết luôn á. Không làm gì chơi này trời. Rồi thì mà sắp tới vài bữa là tới nữa. Dạ rồi, rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ thì bây giờ cái video này á thì là cũng là cái video con đến để chia sẻ với tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã chung tay giúp đỡ căn nhà này. Thì và kèm theo á là cô ba sẽ được một cái niềm vui nữa mà từ hồi nãy giờ con chưa nói, là bây giờ là con hỏi thật, cô ba biết chạy xe đạp không? Vậy không biết chạy xe đạp
là xe hăng cải hồi xưa giờ luôn. Không biết chạy. Bây giờ có 3 phương tiện để cô ba chọn, một là xe đạp, hai là xe máy, ba là xe ô tô, cô ba chọn xe nào? Không xe nào chơi được chứ hả? Gì Thu ơi. Không nó chơi cũng chọn có căn nhà. Dạ, cũng có cô Thảo, bà cũng nói gửi gắm lại là có nghĩa nhờ con có thể hỗ trợ giúp cô á, là cô biết chạy xe đạp hay không, để giúp cô một chiếc xe đạp để cô đi từ đây ra ngoài kia chỗ làm để cô đỡ, nhưng mà không biết chạy luôn. Dạ. Như cô nghĩ là cô có thể cô tập được, có người tập cho cô chạy được không? Khó lắm, cô 70 tuổi rồi. Dạ. Thì bây giờ như thế này, là cái tiền này con gửi thêm cho cô là tiền lột vỏ chàm ha. Là thêm đó thì cô trả tiền cho người ta 200-300 gì đó, còn dư nhiên thì bỏ túi mua kẹo mua người gian. Không, cô bây giờ là mua kẹo là ngay luôn, cái xì luôn, nhai nổi không? Còn nguyên cái hàng tiền đạo còn đúng con thằng một đứng ở đây sao đỡ nổi trời. Nhiều khi cười có gió vô có đau bụng không? Gió vô nhưng mà đâu... trả tiền đinh không? Đó, cái nói chung cũng có duyên lắm. Tiền đinh nữa, muộn tiền đinh nữa. Thôi như được rồi. Tôi cũng mua rồi, tôi cũng tính đâu. À thì đi chơi gọn đi. Thì cái vấn đề đó thì anh em mình có thể bàn luận sau nha. Bỏ đi. Dạ, thì cô chú anh chị Nhàn cũng nói thật luôn. Đến với hỗ trợ với hoàn cảnh gia đình thì Nhàn cũng cố gắng hết sức trong tầm khả năng rồi. Thì cô Thảo á, có nói là nếu mà cô biết chạy xe đạp á thì có thể hỗ trợ cho cô một chiếc xe đạp để cô đi tới đi lui. À, bây giờ hiện tại thì chiếc xe đạp cũng chưa được. Thì là có nghĩa là cô đang xài cái bếp ga, bình lớn hay bình nhỏ? Bình nhỏ. Bình ga mini nhỏ. Rồi cô xài cái đó có tiền sao đóng tiền mà nạp ga sao nổi? Đổi cho 10 ngàn với xài cũng được 2 ngàn, 3 ngàn. Thì bây giờ như thế này nè cô ba, trên video á là cô Thảo có nói nhờ con hỏi cô ba biết chạy xe đạp không, thì sẽ gửi cô ba một chiếc xe đạp, nhưng mà cô ba không biết chạy á thì anh tính như thế này em có hợp lý không? Tại vì chiếc xe đạp bây giờ cũng phải 2-3 triệu mới có chiếc xe đạp đúng không? Anh muốn sử dụng cái số tiền này để giúp cho cô ba là mua một cái bình ga và một cái bếp ga. Em thấy hợp lý không? Em nghĩ là cái đó là cái hợp lý. Tại vì bây giờ nếu mà xài cái bình ga mini á thì chung là cái thứ nhất về cái mức độ an toàn là nó sẽ không an toàn. Yeah. Nó xảy ra chuyện dễ xảy ra trường hợp cháy nổ. Ví dụ như lâu lâu mình sử dụng một lần á thì nó không sao, nhưng mà mình nấu nướng ăn hàng ngày như nấu canh nấu riêu rồi thì mà nó nóng lên càng nhiều là nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ nguy hiểm hơn càng nhiều. Thì bây giờ như thế này nè, con sẽ nhờ em trai con, tại vì con bây giờ là con mẫu, vết thương con học hạn chế đi tối thiểu hôm nay mà nó thật với cô á, hiện tại rất là nhiều hoàn cảnh. Nhàn cũng nói thật với cô chú anh chị luôn, điện cho Nhàn một ngày có thể 10 tới 15 hoàn cảnh, nhưng mà Nhàn không thể nào đi nổi cái sức lực của Nhàn. Thì hôm nay con cũng rất là thiệt, nói thẳng luôn trên video này con hứa với rất là nhiều người là con không đi quay khi nào con lành hẳn, nhưng mà con đã đến gia đình này là để con cập nhật thông tin cho cô chú anh chị thấy đó, và con cũng chúc mừng cô. Thì hiện tại là con sẽ nhờ em trai con là Nhã là có thể đứng ra mua cho cô một cái bếp ga và một cái bình ga. Em kêu chở vô đây giùm anh, gắn vô giùm được không? Dạ được, em sẽ trách nhiệm của em là vô tới đây lắp đặt đồ hoàn thiện cho cô bằng dân. Nhưng em phải quay cho anh một cái video để chia sẻ lên để cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mới phát mới thấy được cái đó. Là để thì như thế này ha, hiện tại thì theo em nghĩ là cái bình ga và cái bếp ga khoảng bao nhiêu? Nói chung là cái giá thị trường em không nắm được, nhưng khi mà vào đây kể cả khi mà lắp đặt xong thì sẽ có hóa đơn chứng tên không có, và kể cả nhân viên bên đó em sẽ giao tiền trả tiền trực tiếp cho họ dựa trên hóa đơn chứng từ rồi ok trả cho nhân viên. Thì ở đây cô sẽ nhìn thấy đó, thì lúc đó con xin phép quay lại cái video để có gì anh Nhàn sẽ cập nhật để đến cho Mạnh Thường Quân. Mai mốt biết em ruột con trời vô đừng có đuổi nó trời. Hồi nãy trong nhà đi ra vườn thấy giống giống nhà, nó nói khỏe hả chú Nhàn? Là khỏe hả chú Nhàn ơi? Cái chú nói em của chú Nhàn chứ không phải Nhưng mà cô có phát hiện là nhà của cô mà vừa làm xong có vàng vô không? Cô đâu có thấy đâu đúng không? Đây cô chú anh chị, ốc bu vàng, cái trứng ốc bu vàng ở đó ngay cửa kìa. Thấy chưa? Cô không để ý chứ cô rất để ý, cắt nhà xong rồi có vàng vô đó. Thì thôi bây giờ như thế này, cháu đến thì cháu có lẽ là hồi nãy Nhàn đã đưa cho bên anh Chính là 4 triệu rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ con với thêm con 500, thì bây giờ con gửi thêm cô 500 nữa là cho chẳng là 20 triệu tổng cái giá tiền là của cái căn nhà này, và kèm theo là cái tiền gửi này là cho Nhàn tính chẳng luôn, nằm cho 20 triệu nha cô chú anh chị.
còn riêng cái tiền ấy á, thì em sẽ em sẽ đi mua xong giá rồi xong em sẽ báo với anh. Ok. Dạ. Rồi anh sẽ cập nhật cái video để gửi tới cô chú anh chị. Thì trên video này thì cô có lời nào để cô gửi đến chị Liên và cô Thảo không? Dạ có đưa lời gửi do chị Liên với cô Thảo cũng tận tình giúp đỡ cho mẹ con được căn nhà. Dạ. Em cũng với trời nắng mưa vậy là rất cảm ơn nhiều với cô chú và anh em cũng rất cảm ơn. Dạ thì nói chung là nói thật với cô luôn, anh em tụi con là những cái cầu nối của Mạnh Thường Quân. Cái tiền này thì thực chất là tiền của Mạnh Thường Quân hết chứ không phải là tiền của anh em con. Nhưng mà đến với anh em con làm là tất cả thông tin phải đúng sự thật hết, đúng hoàn cảnh và đúng người, đúng nơi, đúng chỗ. Thì Nhàn cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng Nhàn trong suốt khoảng thời gian vừa qua làm trên con đường thiện nguyện. Và hiện tại trên căn nhà của Ba Đẹp thì Nhàn cũng chân thành cảm ơn cô Thảo và chị Linh đã đồng hành cùng Nhàn để giúp đỡ một hoàn cảnh. Nói thật với cô chú anh chị á, đối với người á mà có điều kiện thì căn nhà này chỉ là có thể là nói thật luôn là chỉ là một cái chòi của họ thôi. Nhưng mà đối với một hoàn cảnh khó khăn thì đây là một cái nơi để điểm tựa của hai mẹ con. Một người phụ nữ 69 tuổi đã đi lao động đã gắt vất vả rồi, kèm theo một người con á thì cũng ngồi một chỗ không đi làm được. Nhà thì nói thật cô chú anh chị lên ngập. Vui á thì ông trời ông nắng á thì giật, còn buồn ông mưa là coi như là bắt cá thôi chứ không nói gì hết. Nhưng mà đến với Nhàn tới hiện tại nay, đây là căn nhà thứ ba mà Nhàn giúp được ở tại cái đất Cà Mau này. Khi Nhàn về làm thiện nguyện tới giờ thì Nhàn cũng nhờ tất cả cô chú đồng hành Nhàn mới làm được cái chuyện này. Thì hôm nay Nhàn cũng chân thành thay mặt gia đình của cô ba chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và nhà anh cũng cảm ơn Cường nha. Ủa Cường đâu vậy? Rồi cảm ơn anh Chính luôn nha. Rồi sau này cũng mong anh em mình có sẽ đồng hành nhiều hơn nha. Rồi cảm ơn em nha. Thì sau đây cô chú anh chị chắc có lẽ là video cũng dài hay nhá ha. Thì Nhã có lời nào nói với khán giả bên anh và bên em không? Có lời nào nói không? Thì nói chung là hôm nay như Nhã có chia sẻ và anh Nhàn chia sẻ từ đầu video, ở đây là lần đầu tiên Nhã tham gia vào một cái video để một cái clip để cận cảnh trực tiếp giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì Nhã thấy đó là một cái động lực rất là lớn trên con đường thiện nguyện của Nhã sau này. Thì qua đây Nhã xin chân thành cảm ơn và mong sự đón nhận của tất cả cô chú anh chị trong và ngoài nước và cả nhà cho Nhã thêm một like, một share và một sub để Nhã có nhiều cái cơ hội để lan tỏa tới tất cả mọi người, và đặc biệt là cái động lực lớn nhất để Nhã bước tiếp trên con đường thiện nguyện sau này. Dạ xin cảm ơn cả nhà. Thì như thế này cô chú anh chị, Nhàn cũng đã nói video cũng đã dài rồi. Thì trước Nhàn chân thành cảm ơn cô Thảo và chị Liên và cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã chung tay giúp sức để cho Nhàn có những cái chuyến thiện nguyện và những cái chương trình thiện nguyện để giúp đỡ. Thì bây giờ cả nhà chắc Nhàn cũng xin phép xuống video, mong cả nhà giúp cho Nhàn xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để hỗ trợ giúp cho những hoàn cảnh và có thể giúp cho Nhàn cái kênh để đạt được những cái mong muốn sắp tới. Một lần nữa xin chào tạm biệt cả nhà nha. Dạ, chào cả nhà. Cảm ơn.